vào đi. Hôm nay chúng ta sẽ có một phần hỏi nhanh đáp gọn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng rồi. Từng là người mẫu nhiều năm trước khi đóng phim, bạn có thể tiết lộ về số đo ba vòng của mình? 88, 62, 93. Bạn thích mặc trang phục khoe vòng một, sexy hay khoe chân dài? Khoe cả ba vòng. Bạn nghĩ sao nếu được mời đóng cảnh nóng? Cũng không ngại đâu, nếu như là một vai diễn hay. Nếu phải cải trang thành một cô gái xấu xí trong phim, bạn có nhận lời không? Anh sẵn sàng bởi vì là anh chưa bao giờ sợ xấu khi lên phim. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Cũng đã nghĩ đến rồi. Bạn có thể tiết lộ mình từng phẫu thuật điểm gì được không? Trên gương mặt của anh thì anh có can thiệp chiếc mũi của mình. Lời khen nào khiến bạn cảm thấy vui, sướng, phấn khích nhất? Phương của anh xinh nhất Việt Bắc Bộ. Bạn hài lòng nhất với điểm gì trên cơ thể mình? Tính đến thời điểm này thì hài lòng tất đấy. Món đồ thời trang nào mà bạn sưu tầm nhiều nhất? Phụ kiện. Món đồ đắt nhất trong tủ của bạn là gì? Cái đồng hồ. Nó trị giá bao nhiêu? Hơn 400 triệu. Thu nhập mỗi tháng từ việc kinh doanh của bạn khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng tính đến thời điểm này là khoảng gần 100 triệu. Trong kinh doanh, Phương Anh là người như thế nào? Rất là dễ tính. Bạn quan niệm như thế nào về một người đàn ông thành đạt? Là một người đàn ông chỉ chu và tinh tế. Bạn giải thích sao về tin đồn Phương Anh toàn yêu đại gia? Không phải giải thích đâu, bởi vì là đó cũng là sự thật. Bạn đã bao giờ yêu người kém tuổi chưa? Chưa. Bạn nghĩ sao nếu được một người kém tuổi tán tỉnh? Vui thôi nhưng không thích đâu. Từ ngày vào showbiz, bạn từng nghe những tin đồn gì về mình? Anh cặp với đạo diễn để có vai diễn. Tin đồn nào khiến bạn hoảng hốt nhất? Cặp với đạo diễn rồi còn có con cơ. Hiện tại bạn có đang hẹn hò với ai không? Thời điểm này thì không, bởi vì anh rất là bận. Bạn đang tìm kiếm một người đàn ông như thế nào? Tinh tế, thật sự hiểu và cảm thông chia sẻ được với mình. Thử hình dung sau khi kết hôn bạn sẽ là một người vợ như thế nào? Một người toàn tâm toàn ý với gia đình, rất là đảm đang nữa. Món tủ của bạn khi vào bếp là gì? Nhiều món lắm, bởi vì là anh học để được làm rất là nhiều món, tất cả các loại món. Bạn thích món ăn nào nhất và ghét món ăn nào nhất? Thích thì rất là nhiều, còn ghét thì đặc biệt ghét bánh trưng, bánh trung thu. Bạn mất bao nhiêu lâu để make up trước khi rời khỏi nhà? Khoảng mất 1 tiếng. Bạn đã bao giờ để mặt màu ra đường chưa? Rất là nhiều và thường xuyên ý. Nếu không phải đi đóng phim, một ngày của bạn sẽ như thế nào? Ngủ hết nửa ngày, còn nửa ngày thì cày phim.